Sau đây là đọc lời Chúa trong Tin Thánh sách Matthew đoạn 2 từ câu 1 đến câu 12. Thì ngay trên là em chuẩn chức thân đọc lời Chúa. Các bác sĩ và vua Herod thì trốn qua nước Ê-díp-tô. Khi Đức Chúa Giê-xu đã sanh tại thành Bethlehem xứ Giu-đê, đang đợi vua Herod, có mấy thầy bác sĩ ở phương đông đến thành Jerusalem và hỏi rằng vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu, vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương nên đến tặng thờ lại Ngài. Nghe tin ấy, vua Herod cùng cả thành Jerusalem đều bối rối. Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thiên giáo trong dân lại mà ra hỏi rằng Đấng Christ phải sanh tại đâu. Câu rằng tại Bethlehem xứ Juda, vì có lời của Đấng Christ tiên tri chép như vậy: ở Bethlehem xứ Juda, thật ngươi chẳng thống sai khiến thị các thị lớn của xứ Juda đâu, vì ngươi sẽ ra một tướng là đấng chăn trên Israel quốc dân ta. Vua Herod bèn mời các thầy bác sĩ các kinh nghiệm mà họ chỉ kèm về ngôi sao để hiện ra khi nào. Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bethlehem và dặn rằng các ngươi hãy đi hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó, khi tìm được rồi hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến thờ lại Ngài. Mấy thầy nghe vua phán xong liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy lên đông phương khi trước mặt cho đến chừng ngay đến chỗ trẻ ở mới dừng lại. Mấy thầy thấy ngôi sao mừng rỡ quá bội, khi vào đến nhà thấy con trẻ cùng Mary mẹ Ngài thì xách mình xuống thờ lại Ngài, rồi bày của báo ra dâng cho Ngài những lễ vật là vàng, những hương và một dược. Cái đó trong các chiêng bao, các thầy được Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Herod, nên họ đi đường khác mà về xứ mình. Sau đây học thánh chúng ta cùng giảng luận với đề tài người khôn ngoan ngày nay vẫn tìm kiếm Chúa. Xin kính mời Chúa. Quý vị sáng nay khỏe không? Khỏe. Cảm ơn Chúa. Merry Christmas. Merry Christmas. Sáng nay chúng ta cảm ơn Chúa qua khúc kinh thánh anh Hưng đã đọc. Xin mời quý vị chúng ta cùng nhau giảng lại trong bài chương trình. Chúng ta sẽ đọc câu gốc ở trong Matthew đoạn 2 câu 10 đến câu 10 câu 1. Chúng ta cùng nhau sẽ đọc. Mấy thầy thấy ngôi sao mừng rỡ quá bội, khi vào đến nhà thấy con trẻ của Mary mẹ Ngài, xách sẵn mình xuống mà thờ lại Ngài. Rồi bài của quý gia dâng cho Ngài lễ vật là vàng, nhũ hương và một dược. Chúng con cảm ơn Chúa. Ngày cách đây hơn 2016 năm, Giêsu là Đức Chúa Trời, Ngài hóa thân thành người giống như chúng con, đến để cứu độ chúng sinh. Ngài đã chết và Ngài đã sống lại để cho chúng con được sống với Ngài đời đời ở trên thiên đàng. Chúng con cảm ơn Ngài. Giờ này xin Chúa Thánh Linh mở lòng, mở trí quý ông bà chị em chúng con, mở lòng những người bạn chúng con đã được mời đến đây, và xin Chúa Ngài cũng đầy dẫy Chúa Thánh Linh trên môi miệng con, lòng con, để con nói ra lời của Chúa để được cảm động và Đức Thánh Linh hành động để mỗi người chúng con đều tìm đến Chúa. Những người chúng con là những người khôn ngoan, chúng con vẫn tìm kiếm Chúa để chúng con thờ phượng Ngài giống như các bác sĩ, những người khôn ngoan quá nhen ngày xưa chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con giao thì giờ này trong tay Chúa, và xin Chúa Ngài bảo vệ chúng con về trong lẫn về ngoài, cũng như giữ gìn tài sản chúng con xung quanh đây. Chúng con tạ ơn Chúa. Con thành kính cầu nguyện như nhân của Chúa Jesus Christ. Amen. Một lần nữa thì tôi hai mặt hội thánh có quan nhân anh Vân và chị Tuyết là người khách mời của cô Tâm. Xin mời anh chị đứng lên, chúng tôi có lời quan nghênh nè. Đề tài buổi sáng hôm nay, tôi cầu nguyện và sẽ cùng quý ông bà chị em chúng ta sẽ suy gẫm người khôn ngoan ngày nay vẫn tìm kiếm Chúa.
ở trong Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 1 đến câu 16, chúng ta thấy mỗi năm một lần thì quý ông bà chị em thấy là Giáng sinh lại trở về với tất cả chúng ta một cách vui vẻ, tưng bừng phải không? Rồi hoan hỷ để làm gì? Để kỷ niệm một biến động phi phàm độc nhất vô nhị trong lịch sử nhân loại, là Thượng Đế đã thành người để cứu chúng ta. Amen. Chắc quý vị ai cũng đã ở nhà, cũng đã treo đèn trong nhà, chưng dọn rồi trang trí Noel. Tối hôm qua đã ăn đợi rong như bên Tây, rồi mở quà, rồi quý vị bận rộn mua thiệp tặng chúc mừng giao. Dù là người có tín ngưỡng hay không có tín ngưỡng cũng biết cái ngày Giáng sinh phải không? Mỗi lần mình ghi là ngày tháng năm sinh, mình làm một cái đơn gì hoặc làm cái điều gì thì mình cũng xin ngày tháng năm sinh, cái mốc mà Chúa Giêsu đã ra đời. Và ai cũng lo bận rộn để nấu những cái món rất là ngon, rồi mời bạn bè đến, mình nấu thì mình phải có bạn bè đến để ăn, để khen phải không, để mình được thỏa mãn. Nhưng mà phần ít có ai suy nghĩ là tìm Chúa cho tâm linh của chúng ta, hầu đời sống của chúng ta gần Chúa hơn. Mỗi Giáng sinh về thì cái lòng tri ân, cái tình yêu của Đức Chúa Trời là ông trời, là Thượng Đế đối với chúng ta làm sao? Và chúng ta tìm Chúa là một điều rất là quan trọng, thưa quý ông bà anh chị em. Sự tìm Chúa không có phân biệt nghèo, không phân biệt giàu, không phân biệt quan dân giả. Mọi người chúng ta sống trên trần gian này đều có cơ hội để tìm Chúa. Thưa quý vị, tìm Chúa để làm gì? Một số người hỏi tôi tìm Chúa để làm gì? Nói tìm Chúa để làm chi vậy? Tôi xin thưa quý vị, buổi sáng hôm nay tìm Chúa để tin Chúa và thờ phượng Ngài. Amen. Dâng lễ dành cho Ngài. Tìm Chúa để được Ngài ban phước lành cho những ai mời Chúa ngự bạc thành của mình. Trong mùa Giáng sinh năm nay, tôi muốn quý ông bà chị em chúng ta suy nghĩ ở trong khúc sách Ma-thi-ơ đoạn 2 từ câu 1 đến câu 12. Tôi đặt một cái tựa đề là người khôn ngoan ngày nay vẫn tìm kiếm Chúa. Hay nói một cách khác là mấy thầy bác sĩ gọi là wise men, gọi là những cái thầy thông giáo, trong Kinh Thánh nói thầy thông giáo ở Đông Phương, họ làm gì? Họ ở rất là xa xôi, họ tìm kiếm Chúa. Và có mấy điểm buổi sáng hôm nay, ngày 25 tây tháng 12 năm 2016, đúng ngày lễ Giáng sinh, chúng ta, Chúa của chúng ta ra đời. Nhưng mà chúng ta buổi sáng hôm nay với bà chị em và tôi, chúng ta sẽ xin niệm đặt một cái câu hỏi. Mình đặt một cái câu hỏi, mình nói tại sao các bác sĩ tìm Chúa. Rồi mình đặt cái câu hỏi là cái lộ trình tìm Chúa của các bác sĩ ngày xưa, những người wise men ra sao. Rồi cái thứ ba là cái thái độ, cái thái độ của các bác sĩ, những người wise men, những người thông thái đó, khi mà gặp Chúa như thế nào. Đó là ba cái câu hỏi mà buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ suy ngẫm. Trước nhất, chúng ta biết tại sao mà các bác sĩ tìm Chúa không? Quý vị biết những người khôn ngoan họ tìm Chúa không? Chúng ta sẽ sơ lược qua cái khúc Kinh Thánh này một chút xíu. Quý vị thấy Kinh Thánh nói gì? Mấy thầy bác sĩ là những sử học và học giả Kinh Thánh lúc bấy giờ cho chúng ta biết là có ít nhất là từ 5 cho đến 7 bác sĩ, chứ không phải giống như trong hình vẽ là 3 bác sĩ đâu, là vàng, ngũ hương, bột dược. Rồi khi Chúa Giáng sinh thì các bác sĩ, những người khôn ngoan đó, những người thông thái đó là gọi là những người khôn ngoan. Và Kinh Thánh các học giả cho biết đó, Kinh Thánh các học giả gọi cái mấy thầy là những người khôn ngoan bậc nhất thời bấy giờ ở xứ Medoba, Ba Tư, Canh Nê, bây giờ là Iraq đó. Đó, rất là xa xôi nhưng mà họ tìm kiếm Chúa. Những người wise men này là Đức Chúa Giêsu đã giáng sinh rồi,
Nhưng mà Chúa Giêsu đã giáng sanh rồi mới có ngôi sao đúng không? Cho nên các những người này họ ở rất là xa, họ thấy cái ngôi sao, sao lạ, sao mai, và họ xem tin gia, họ nhìn thấy, họ biết có một đấng cứu thế ra đời, là một cái thiên tử ra đời ở tại Bethlehem xứ Do Thái. Họ biết có một đấng quân vương ra đời và họ bèn bàn tính với nhau lo hành lý đem lễ vật để dâng cho Chúa. Bây giờ bàn cái câu kinh thánh nó không có nói gì để thờ bà Maria. Một số ngày hôm nay một số tôn giáo họ muốn đưa bà Maria lên để mẹ Đức Chúa Trời, thật ra đó là sai, mà họ thờ bà Maria. Chúng ta là những người tin theo Chúa Giêsu để được cứu. Kinh thánh nói rõ ràng là mấy thầy xác mình xuống thờ lại Ngài chứ không có nói thờ bà Maria. Amen. Là thờ lại Chúa, là Đức Chúa Trời thành người. Như vậy chúng ta thấy họ làm gì? Họ chẳng hạn họ đi tìm Chúa, họ gặp Chúa, mà họ là những người không quen lúc bây giờ, nhưng mà họ cũng đem những lễ vật để họ dâng cho Ngài, như ông Chúa và Đức Chúa Trời. Họ đi bước không ngại, thưa quý ông bà anh chị em. Đường xá thời xưa quý vị khó đi chứ không phải như bây giờ mình phải đi máy bay. Anh chị chúng tôi từ Úc bay qua đây khoảng 14 tiếng đồng hồ. Mình đi Việt Nam thì 17 tiếng không? Mình từ đó 14 tiếng. Rồi phải nghỉ ngơi chỗ này thì phải đợi đó. Mà thấy rất là dễ dàng á. Mình lên máy bay rồi mình có khi mình cầm ngủ được, có khi mình không được. Nhưng mà ngày xưa từ Ai Cập mà đi qua tới xứ Do Thái quý vị mình biết đi đường bộ mình mà rất là khó khăn. Và cái đường xá thời xưa khó đi nhanh, hoặc là gặp những bọn cướp dọc đường, cho nên các bác sĩ ít nhất là khoảng 40 hoặc 50 vệ sĩ, mỗi các bác sĩ thì đều có vệ sĩ đi theo. Và cái y phục của bác sĩ thì sao? Một số người hỏi trong câu kinh thánh này, y phục của bác sĩ là sao? Kinh thánh nói y phục, quý vị, y phục của bác sĩ là rất là rực rỡ, rất là ô nhi, đầu thì đội cái mão miệng. Rồi hành trình của các bác sĩ, các người khôn ngoan ngày xưa thì đêm đi ngày nghỉ, tại vì ban ngày không có thấy ngôi sao sao đi, cho nên ban đêm ngôi sao nó xuất hiện thì các bác sĩ mới đi, còn ban ngày các bác sĩ thì ngủ, và ban đêm khi mà ngôi sao nó đi đến đâu thì họ đi hành trình đó. Và có thể họ vượt rừng suối trèo đèo vô cùng hiểm nguy, có những cái bài hát và bác sĩ vượt trèo suối. Nhưng mà không hề hà, tại vì những người khôn ngoan này họ ao ước muốn gặp cô Chúa là thiên vương, là thiên tử, là Chúa đã ra đời. Cho nên họ đi, có lẽ là họ đi không có lẹ, cũng gần một năm mới đến xứ Giu-đa, rồi họ mới dừng lại tại Bethlehem. Lúc mà họ dừng lại Bethlehem thì họ không thấy ngôi sao đâu, họ nghĩ là thiên tử, là thiên chúa ra đời, chắc không phải ở trong cung điện nhà vua. Cho nên họ mới dừng vô Jerusalem, thay thì họ đi theo ngôi sao đến Bethlehem xứ Do Thái, chứ không phải nó nằm ở Jerusalem. Và khi họ đi vào trong Jerusalem thì không thấy ngôi sao hết. Mà khi họ đi, thưa quý ông bà, kinh thánh cho chúng ta biết các bác sĩ này đã tra xem kinh thánh trong Ê-sai đoạn 7, rồi trong đoạn 9 hồi nãy tôi đã đọc đó, đoạn 53, rồi trong Mi-chê đoạn 5 câu 1 đến câu 2 câu 3 nói tiên tri về Chúa Giê-xu ra đời trước 700 năm. Cho nên các bác sĩ này ra xem kinh thánh, biết có một đấng thiên vương ra đời, cho nên họ nhìn thấy ngôi sao là họ biết có một cứu Chúa ra đời, họ đi tìm. Như vậy chúng ta đặt một cái câu hỏi buổi sáng hôm nay, câu đầu tiên: tại sao các bác sĩ tìm Chúa? Xin thưa thì họ cần một đấng cứu thế. Amen. Thánh Maria ghi lại, quý vị trở lại kinh thánh, Maria ghi lại khi Chúa Giêsu sanh tại Bethlehem có bao nhiêu người, có mấy thầy bác sĩ ở các quốc gia đông phương, thường thường là họ có tín ngưỡng rồi, họ có tôn giáo rồi, nhưng mà họ cần của con người, cái nhu cầu của con người là cần cái tâm linh, cái tôn giáo, cái tôn giáo không cứu được ai. Họ cần tôn giáo, nhưng mà cái tôn giáo không có cứu mình. Phải có một cái đấng ở trên trời xuống mới có thể cứu chúng ta. Amen. Cái đó nói gì? Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác mang cho người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Có nghĩa là dưới trần gian này, cho dù tất cả những giáo chủ nổi lên rồi họ cũng chết,
mộ họ cũng nằm đó, xương họ thì người ta phân chia ra, nhưng mà họ cũng chết. Nhưng mà kinh thánh Chúa nói gì, con buộc các rồi, nó chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác ở dưới trời, chỉ có từ trời xuống mới có thể ban cho chúng ta sự sống. Amen. Amen. Và ở đây kinh thánh Timôthê thứ nhất đoạn 2 câu 5 nói gì? Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và lòng người, tức là Đức Chúa Giêsu Christ là người. Chỉ có Chúa Giêsu Christ là người, là đấng trung bảo ở giữa lòng người chúng ta và đến thế gian để tìm cứu chúng ta. Từ khi tổ hồn chúng ta, ông Adam và Eva mà được Chúa dựng lên đầu tiên đó, đã phạm trọi tội. Thì sao? Cái lý cả nhân loại giống như một cha mẹ mình chẳng hạn có một cái bệnh nan y di truyền gì đó, thì chắc chắn con sanh ra sẽ có cái di truyền. Chẳng hạn như gia đình tôi bên ngoại thì bà mẹ tôi thì tăng xong với có cái mầm ung thư, ông ngoại tôi bị ung thư bao tử, cho nên khi đến bà thân tôi thì bị brain cancer. Bây giờ thấy chưa? Thấy nó có cái di truyền. Nó có cái di truyền, có cái mầm móng. Cho nên ông khi ông ra Nam Mẹ Ba đã không vâng lời Đức Chúa Trời thì ông đã phạm tội, cho nên từ đó cả nhân loại chìm đắm trong tội lỗi. Chứ hồi xưa là rồi người không có chết, là người sống hoài, Chúa cho sống hoài khi mà chưa phạm tội. Nhưng mà khi phạm rồi thì Chúa nói rồi người phải chịu chết một lần rồi phải đón xét, chết rồi còn phải đón xét, thấy không? Cho nên ở đời các cụ mình nói là lưới trời lòng rộng mà có vật chi đọt qua mắt ông trời. Rồi người ta làm là tại tình ngồi có người nói là làm tại sao người ta làm mà lòng thiện mà thấy không thấy thiện, mà mấy người làm ác thì sống hoài, phải không? Nhưng mà người ta nói người ta làm thiện tích đức, nhưng mà cuối cùng người ta nghĩ cuối cùng cũng sẽ có ngày đến đền đáp. Và thưa quý ông bà chị em, cái một quan điểm chung là ai nấy đều trong mong một đấng cứu thế là Jesus my Savior, để giải thoát mình khỏi cái quyền lực ma quỷ, ác tội lỗi. Dân Do Thái được đặc ân, được Đức Chúa Trời đến trong thế gian, Đức Chúa Trời đến với dân tộc Do Thái. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết có nhiều lời hứa ở trong Kinh Thánh này nói về đấng cứu thế, cho nên trải qua bao nhiêu sự biến chuyển của lịch sử, song sự hy vọng về đấng Messi không phải mờ trong trí của họ. Vì vậy cho nên chúng ta thấy ở đây các bác sĩ là những người khôn ngoan, là những người học vấn nguyên bản, khảo cứu sách Đông Tây và nhờ ảnh hưởng của Kinh Thánh mà biết lời chuyên tri và đấng cứu thế. Nên khi thấy ngôi sao thì họ làm gì? Họ không ngại đường xa xôi, bao ngàn dặm, bất cứ giá nào họ cũng đi tới để họ chiêm ngưỡng đến cứu thế Jesus Christ mới giáng sanh để chiêm ngưỡng. Và đúng như là tiên tri Esai nói, Esai đồng 45 và 22 nói gì? Hỡi các dân ở đầu cùng đất, hãy nhìn xem ta thì được cứu, vì người ta không có Chúa nào khác. Amen. Không có Chúa ngoài Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, là ông trời đến thế để cứu độ chúng ta, thì không có một Chúa nào khác. Rõ ràng câu Kinh Thánh Ê-sai đoạn 45 còn hai này, không có Chúa nào khác. Cái điều thứ hai chúng ta thấy thỏa mãn nhu cầu thuộc linh. Nói về học vấn thì những người wise men, những người khôn ngoan, những người bác sĩ này là bậc thượng lưu tri thức. Về địa vị xã hội hàng là hàng dương giả giàu có. Chẳng hạn như quý vị thấy những người nổi tiếng, những người khôn ngoan, chẳng hạn như quý vị thấy tổng thống Obama của tình Chúa, tổng thống mới đắc cử là ông Donald Trump cũng là người tin Chúa, rồi ông Jimmy Carter là một người tin chính Chúa rất là tốt, ông là dạy trường chủ nhật, quý vị. Ông dạy từ giống như là những cái người khôn ngoan giàu có ngày hôm nay là những người đã tìm kiếm Chúa. Cái gì thấy chưa? Chứ không phải là tin Chúa là đâu tin lành là những người nghèo đâu. Tại vì Chúa nói ta đến trên sự sống, sự sống đúng không ạ? Những người khôn ngoan vẫn tiếp tục tìm kiếm Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa từ đó. Và chúng ta thấy những người bác sĩ này là họ làm gì? Cái điều mà họ làm á, họ thỏa mãn rồi, họ giàu có, họ khôn ngoan, họ học giỏi, họ xem sao trời, họ đoán
đón tương lai, họ họ thấy cái danh lợi quyền ví như là quả quân. Quý vị biết cái chuyện Tàu đó, tôi đọc chuyện Tàu. Chuyện Tàu có một cái câu chuyện mơ. Chuyện mơ là của Tào Tháo đó. Quý vị biết có ai đọc câu chuyện Tào Tháo không? Có một số người lớn tuổi chắc biết ha, đọc câu chuyện Tào Tháo. Chuyện Tào Tháo thì khi xưa thì với quân nhân của ông thì đang khát nước á, mà tìm không có được chỗ có nước, cho nên nghe nói mơ thì chả thấy nước ngọt, chỉ mơ thôi. Mà quý vị mà đi vượt biên, các nhân anh Thịnh là tôi đi vượt biên, nghe anh Thịnh đi vượt biên chạy quá sức với máy lóc cờ với phải chết máy tình cả tình lễ, thiếu nước làm gì, mình khát nước, mình thèm nước, mà có không có nước không nấu cơm được, đói phải không? Cho nên á, khi mà Tào Tháo nó khi mà không có nước thì mơ mình có nước, mơ đến nỗi mà chảy nước bọt mà không có nước, thấy không? Nghe nói mơ thì chảy nước bọt nhưng mà không đã khát, đúng không? Không có đã khát, chỉ nói là mơ thôi, vì không phải là nước thở. Nhưng mà Chúa Giêsu phán trong Giăng đoạn 4 câu 13 nói gì? Chúa Giêsu nói phàm ai uống nước ta còn phàm ai uống nước này còn khát mãi, nên nước uống ta cho sẽ chẳng hề khát. Amen. Nước của Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta. Chúa nói nước Đức Chúa Trời đã đến gần rồi. Nước Đức Chúa Trời ở đâu? Ở đến gần, rồi nước Chúa Trời ở trong lòng. Amen. Vậy khi chúng ta có Chúa, chúng ta thỏa mãn, không cần đòi hỏi gì. Quý vị thấy cô Thành không? Toàn là con cho xe không à? Mà hôm nay tôi chưa đi lấy sạch được, mà cô Thành được đi xe lấy sạch rồi không? Thấy không? Mình có thèm không? Rất là thèm, cả ơn cô Chúa thấy, Chúa ban cho. Quý vị ông bà thấy không? Thỏa mãn, tôi nghĩ bà Thành bà cười bà thỏa mãn mà. Tôi nói mấy anh em mình đi làm mà chưa còn ngồi lên lấy sạch được mà. Cảm ơn Chúa. Và thưa quý ông bà anh chị em, theo các sử gia thì tình trạng của nhân loại lúc bấy giờ đen tối. Kinh Thánh từng trước mình đã nói ánh sáng Chúa chiếu xuống là sự tối tăm, là ánh sáng của Chúa chiếu ở trong Ê-sai đoạn 9 đó, mình đã giảng rồi. Ở đây lúc bấy giờ tương lai tối mình coi như là người ai cũng tìm một cái lối thoát, nhưng mà không có lối thoát. Và các triết gia lương lý lúc bây giờ, cái giáo chủ không làm thỏa mãn được cái tâm linh, cho nên vì lý do đó mà các bác sĩ này khi thấy ngôi sao lạ và biết có một quân dương đến ra đời, cho nên họ đi tìm để thờ Đức Chúa Trời. Trong Galati đoạn 4 câu 4 là gì? Khi kỳ hạn đã được chọn thì Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài là Chúa Giêsu đó bởi người nữ sanh ra. Quý vị thấy đây, khi cái ấn định, cái thời điểm quan trọng, Đức Chúa Trời đem Chúa Giêsu đến để trở thành người giống như chúng ta. Tôi có nói chuyện với anh chị tôi là cư sinh với nhau, mà lần đầu tiên chúng tôi gặp, tưởng là gặp đã lâu rồi, tại vì là có má mủ, cho nên mình gặp giống như là ở trong gia đình vậy đó. Cảm ơn Chúa là tôi có giải thích với ông có câu chuyện. Có một người tín đồ, bà đi qua Mỹ tin Chúa trước, rồi bà bảo lãnh ông chồng qua sao, bà ngủ ông chồng đi nhà thờ thì ông đi vài lần rồi ông đi nữa. Ông nói tôi không thể nào tin Chúa được, tại vì tin Chúa sự ban cho như không làm gì hết, mình chỉ tin là mình được cứu thôi. Tôi thấy khó, nó dễ quá, cho nên tôi không tin. Rồi tôi nói tại sao Chúa đến lòng người làm gì? Chúa là Đức Chúa Trời quyền năng, chỉ cần Chúa nói bắt con người phải tin là Chúa, con người phải tin thôi. Nhưng mà thật ra là Chúa ban cho con người tự do, free will to choose. Chúa ban cho mình tự do để lựa chọn, Chúa không bắt buộc mình hết. Giống như là Chúa sản xuất ra một cái remote control, Chúa bấm cái TV nghe lời thôi, Chúa bấm mình cũng được mà, phải không? Mà không, Chúa cho chúng ta cái sự lựa chọn. Và ông này, ông nói không tin được, tại vì Chúa đến làm người sao thấy nó ngộ quá, không có tin. Một ngày bà nấu, ngày 24 tây 12, bà nấu ăn, bà đem đến nhà thờ, bà đi lễ, bà nói bà đi nhà thờ, bà nói thôi tôi ngủ ông đi, ông ở nhà đi để tôi đi. Thì bà đi thì bữa đó bên miền Đông thì tiết lạnh mạo, bên miền Đông mấy vị biết mấy con vịt á, trời đó,
nó tiếc quá thì nó phải tìm cái chỗ đó, chú ổng thì nhà ổng có cái rà ra. Cái ổng đi ra ổng thấy mấy nhìn trời nó bay tới bay lui, cái ổng mới mở cửa rà ra lên, ổng kêu mấy gì mày tụi bay vô đây, vô trong cái rà ra tôi trú ổng. Ổng bay vòng vòng nhưng mà con vịt nó không chả nghe gì hết. Cái ổng cũng làm tiếng con vịt kêu quạt 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 hết, cũng nghe, nó không hiểu gì hết. Cái ông mới suy nghĩ, tự nhiên có một tia sáng trong đầu ổng suy nghĩ. Lý do Đức Chúa Trời đến thành người giống như chúng ta, Ngài biết cái tiếng của mình, Ngài kêu gọi, Ngài giảng đạo bằng cái tiếng là hồi người. Bây giờ ước gì mình sẽ trở thành con vịt, mình mới có thể nói con vịt nó mới vô trong rà ra, chứ giờ mình nói tiếng người như vịt kia sắc không hiểu gì hết. Ông cảm ơn Chúa, ông nói cảm ơn Chúa, bây giờ con phải thay đồ, con phải lái xe đến nhà thờ để tôi tin Chúa Giêsu. Amen. Thưa quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời mục đích Ngài đến thế gian, Ngài thành người để cứu chúng ta, vì Ngài biết cái đời sống, biết cái sự khổ sở của chúng ta, Ngài đến tận thế gian để cứu chúng ta. Cho nên Kinh Thánh nói khi kỳ hạn đã được trọn, có nghĩa thời điểm quan trọng, đúng mốc thời điểm Đức Chúa Trời bèn sai chính Chúa Giêsu là con trời ngôi hai bằng lòng giáng thế bởi một người nữ sanh ra, vì lòng khao khát đó mà các bác sĩ làm gì, tìm kiếm Chúa Giêsu, đấng phán rằng kẻ nào khát đến cùng ta mà uống, Giăng đoạn 7 câu 7. Amen. Hãy đến với Chúa để uống, để khao khát. Đó là điều thứ nhất mà chúng ta thấy là tại sao các bác sĩ tìm Chúa. Cái lý do thứ hai là quý vị biết lộ trình của các bác sĩ ngày xưa đi tìm Chúa ra sao. Thứ nhất là nhờ ngôi sao dẫn đường. Nếu mà các bác sĩ không thấy ngôi sao, họ không biết tìm Chúa được không? Cho nên thấy ngôi sao cho nên họ phải tìm kiếm Chúa. Quý vị biết theo cái sự nghiên cứu của các bác sĩ này thì người thuộc về các nước chẳng hạn như Ba Tư, Babylon, Babylon hồi xưa là giờ Iraq đó, là ABC đó, là họ giỏi về cái chiêm tinh giang. Rồi thấy một cái ngôi sao lạ, và Kinh Thánh nói dẫn đưa họ biết rõ mà tìm đến xứ Do Thái. Chứ ngôi sao nó mọc tùm lum hết sao biết đi tìm, đúng không? Và Chúa cũng soi sáng họ để tìm, để thờ lại của Chúa. Một thi nhân có viết như câu này như thế này: có ba bác sĩ đông phương lần theo đinh dầu băng xương đi tìm mẫu Chúa. Thật ra Kinh Thánh hồi nãy tôi nói, thật ra Kinh Thánh không có đố ba bác sĩ, chỉ đố ba món quà thôi. Vì họ thấy dân cứ lễ lễ vàng vũ hương một dược và ba người, cho nên họ phải nói là ba người. Trước Chúa Giêsu 130 năm trước Chúa Giêsu giáng sinh thì tiên tri dự ngôn, Kinh Thánh nói gì? Một ngôi sao hiện ra từ Gia-cốp, một cây vũ điện trỗi lên từ Israel. Trong Giêsu ký đoạn 24 câu 7. Trước Chúa sinh ra 1300 năm cũng đã nói Chúa Giêsu từ ngôi vua David sinh ra, dòng dõi của Gia-cốp. Ngôi sao này cũng biểu tượng về Cơ Đốc nhân, về nhiệm vụ của chúng ta nói và dắt đưa nhiều người về với Chúa. Trong Đa-ri-ơ đồng 12 câu 3 nói gì? Những kẻ khôn sáng rực rỡ như sự sáng trên dòng cung, và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như ngôi sao đời đời mãi mãi. Amen. Những người mà đem người về với Chúa, mời bạn bè đến đây để tin nhận Chúa, làm con cái của Chúa, làm con ông trời đó, là những người đó giống như một ngôi sao ở trên thiên đàng, một ngôi sao ở trên bầu trời mà Kinh Thánh nói sáng rực mãi mãi đời đời, chứ không phải ngôi sao rồi nó tối rồi nó lặn đi, sáng rồi nó lặn đi. Quý vị hãnh diện không? Rất là hãnh diện, tại vì Chúa nói một linh hồn thì quý hơn cả hãnh diện. Mà chúng ta đem một người về đến Chúa, chẳng hạn là cái người đó quý hơn thế gian, mà chúng ta là ngôi sao sáng đời đời mãi mãi. Amen. Phước hạnh vô cùng. Vì vậy thưa quý ông bà chị em, cái điều thứ hai chúng ta thấy là các bác sĩ làm gì? Nhờ sự khải thị của Kinh Thánh. Nếu mà các bác sĩ mà nhìn sao trời mà không có đọc Kinh Thánh, không có xem Kinh Thánh của ước thì không bao giờ biết Chúa Giêsu là đấng từ Đức Chúa Trời đó. Ngôi sao mà các bác sĩ dẫn họ đến xứ Do Thái, họ nghĩ rằng một sự quan trọng như thế phải sinh ra tại thủ đô,
lộng lẫy, cho nên họ mới đến Bethlehem. Họ thấy ngôi sao rồi nhưng mà họ lại tẻ đường vô thành Bethlehem. Cho nên khi mà họ tẻ vào trong thành Bethlehem, tự nhiên ngôi sao biến mất. Vậy thấy chưa? Khi mà họ vô họ hỏi thì ngôi sao biến mất. Mà muốn biết gì đến cứu thế phải làm gì? Nhờ kinh thánh. Chúng ta tin Chúa, chúng ta không phải có kinh thánh. Chẳng hạn tôi nói với anh chị tôi đó, mình là mục sư giảng đây, anh chị thấy có kinh thánh nghe, biết mục sư giảng có đúng không? Mình phải class xem kinh thánh là mục sư giảng có đúng không, có đúng lời Chúa không, mình mới tin chứ đâu phải mình vô đây ngồi giống như dịch trên sách. Mục sư nói gì nghe nấy, không có, ông cha nói gì là không có. Mình có kinh thánh, có lời của Đức Chúa Trời, mà mình còn có Chúa Thánh Linh nữa. Holy Spirit là Holy Spirit là thầy giáo sư, là hướng dẫn chúng ta, dạy dỗ chúng ta, mở trí chúng ta để chúng ta hiểu lời Chúa. Amen. Chứ không phải ông mục sư nói gì nghe nói, không có giống như mấy giáo hội khác mà mục sư giảng kinh thánh. Cái gì có kinh thánh thì phải tra xem kinh thánh, và các bác sĩ ngày xưa họ tra xem kinh thánh. Kinh thánh là gì? Kinh thánh là kim chỉ nam. Kinh thánh là đấng Christ đã sanh tại Bethlehem. Kinh thánh chép rằng là Miche đồng 5 câu 1 nói gì? Hỡi Bethlehem Ephrata, thật ngươi không kém gì thành lớn xứ Giu-đa đâu, vì từ ngươi sẽ ra đấng quân vương. Rõ ràng kinh thánh đọc trong Miche mình biết được đấng cụ thể đã đến. Và kinh thánh còn cho biết ngày sanh của Chúa Giê-xu là ở dòng họ nào nữa đó, rồi chi tộc nào sanh ra, niên giáp danh tánh trong sáng thế ký đầu 3 của 15. Kinh thánh nói gì? Ta sẽ làm mày cùng người nữ mày, dòng mày cùng dòng dõi người nữ nghịch cùng nhau, người sẽ dài đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót trên người. Có nghĩa Chúa sẽ sanh ra từ dòng dõi người nữ, mà Chúa là đấng quyền năng, Chúa sẽ đắc thắng ma quỷ, là sự thọ tạo của Đức Chúa Trời, nó phản loạn. Chúa sẽ dài đạp con năng, Chúa sẽ chiến thắng. Amen. Amen. Đoạn trong sáng thế ký là 12 câu 1 đến câu 3 về Ê-sai hồi nãy tôi đã nói đó, thì chúng ta thấy như vậy. Đến Jerusalem các bác sĩ hỏi xin lỗi vua Herod, hỏi vua dân Giu-đa có sanh tại đâu. Họ đã ban ngày ban đêm thì họ đã thấy ngôi sao, nhưng tự nhiên họ kẻ theo ý riêng của mình, họ không thấy Chúa nữa, đi theo ý riêng không thấy ngôi sao nữa. Rồi vô đó mới gì thấy chứ đi có ba người làm sao cả thành phố rối được. Một bác sĩ có ít nhất cũng khoảng 500 tùy tùng đi theo, có những cái người tại họ giàu họ đi theo ban đêm, mà phải có thường thường là không thôi cướp dọc đường, cho nên họ đi có những cái người hậu vệ, có những người tùy tùng đi theo, đi theo. Cho nên khi mà đi vào Jerusalem thì cái nắng đó là nói là đi, họ đi đến đâu người ta đồn đến đó, làm cho thành Jerusalem mà bối rối. Tới tay ông vua Herod, ông có gì thấy kinh hồn không? Cho nên không có ba bác sĩ được, một cái đoàn tùy tùng rất là đông. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, như vậy đến Jerusalem bác sĩ hỏi làm vua Herod, cả Jerusalem thì bối rối. Nhưng mà đáng buồn là tiễn dân của Đức Chúa Trời, có lời hứa của Chúa trong Miche mà không đọc lời Chúa, không biết Chúa đã giáng sanh, không biết đấng đã giáng trần, vì họ bị tội lỗi mê tham trần thế, quên mất ơn phước của Chúa, quên sự đón tiếp của Chúa. Còn Herod cũng là kẻ tàn bạo tham quyền, cố vị nghe đó, vua mới sanh là ông sợ, ông đúng như cái sấy, ông sợ mất ngôi. Rồi ai muốn biết về Chúa đấng Christ không thể, phải có kinh thánh mới biết về Chúa. Giăng đoạn 5 câu 39 nói gì? Các ngươi dò xem kinh thánh vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời, ấy là kinh thánh làm chứng về ta. Phải có kinh thánh làm chứng về Chúa Giê-xu, chúng ta tin được vì Chúa Giê-xu. Tin Chúa Giê-xu mình, Chúa ban cho mình rạng sáng suốt, vừa khôn ngoan giống như các bác sĩ ngày xưa. Chứ phải tin Chúa một mạng, kêu gì tin ấy không có. Mình tin Chúa, mình hiểu Chúa, mình mới tin Chúa. Amen. Mình đi trong ánh sáng, Chúa Giê-xu là ánh sáng. Và điều cuối cùng, đó là điều thứ ba, là quý vị biết cái ông các bác sĩ gì đó, đường đi rất là đêm đi thì ngày nghỉ, nhà thượng khải thị kinh thánh, rồi nhà ngôi sao dẫn dắt. Bây giờ đến điều thứ ba là điều cuối cùng, đó là cái thái độ
các bác sĩ khi gặp Chúa như thế nào? Bây giờ cái thái độ của chúng ta muốn gặp Chúa như thế nào? Thứ nhất là họ mừng đạo, họ đến nhiều ngày. Kinh Thánh nói gì? Mấy thầy bác sĩ nghe vua phán xong liền đi. Bắt đầu từ Jerusalem, từ cung đua vua đi ra đó. Kinh Thánh nói gì? Kìa, ngôi sao mà họ thấy bên đông phương đi trước mặt cho đến chỗ con trẻ mới dừng lại. Mấy thầy mừng rỡ quá bội. Cái câu Kinh Thánh cổ dùng cái chữ mừng rỡ quá bội, nó dùng dở quá chừng chừng. Mấy thầy mừng rỡ quá chừng chừng. Mừng rỡ quá bội, câu chữ quá bội đó là hay. Mà thưa quý ông bà, vì sao những ngày khó nhọc, những ngày leo đèo, lên núi xuống đèo, khó khăn, bỏ quê hương xa xôi, nhớ vợ con. Mục đích của các bác sĩ người khôn ngoan ngày xưa đó là họ tìm Chúa Cứu Thế. Nay đã tìm ra rồi, cho nên họ làm gì với ông bà anh chị em? Họ mừng rỡ, họ vui vẻ quá bội, quá chừng chừng luôn. Đúng như lời tiên tri Ê-sai nói gì? Ê-sai đồng chính câu 1 này: dân đi trong nơi tối tăm đã thấy ánh sáng lớn và sự sáng chiếu trong những kẻ ở trong xứ thuộc về bóng của sự chết. Chúa đã làm cho dân này thêm nhiều và thêm sự vui mừng cho họ. Mọi người vui trước mặt Chúa như vui trong ngày mùa gặt. Quý vị biết là người Việt Nam mình ở miền Đông, ở miền Tây đó là nông mà không có bị rầy, không có trở mùa gió, không có bị làm cho lúa rụng, là thôi lúc mà mùa gặt thì gần tới Tết này mà gặt lúa thôi nó vui ơi là vui. Không, mình đem lúa về mình đặt, mình bỏ, mình phơi, mình bỏ vô bồ là mình thấy năm đó là ăn Tết là lớn, thấy không anh Văn? Thì tiếp, cảm ơn Chúa, vui. Và bên Thánh nói là dân đi nơi tối tăm nhưng mà thấy ánh sáng là Chúa Cứu Thế Giê-xu, họ vui như là vui như mùa gặt, đúng rồi. Thế vậy bà chị em thấy bà thấy Ngọc Thành cười bà. Cảm ơn Chúa, vui như ngày hội trúng mùa, trúng mùa năm 2000. Ồ, thưa quý ông bà anh em, khi mà Giáng sinh Thiên Sứ nói với bọn chăn chiên là chẳng nhận các bác sĩ thấy Chúa, nhưng mà Thiên Sứ còn đến với những người nghèo giống như mình. Thật ra mình chưa giàu, dạ ha, người ta tiền vốn là bây giờ đấy thôi, mà Thiên Sứ cũng đến chứ. Mình Thiên Sứ đến đối với giải chăn chiên là những người chăn cù đó, những người mà chăn bò đó, chăn trâu đó. Thiên Sứ nói vậy, Luca đoạn 2:11 đấy: này ta báo cho các ngươi một tin lành. Một tin lành, tin lành là good news chứ không phải là đạo. Đạo là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là con đường, là duy nhất, là sự sống. Cho nên tin lành là good news cái tên thôi, chứ không phải tin lành là đạo. Đừng ai nói đâu đạo tin lành. Tôi theo đạo tin lành cũng có chuyện đó. Chúa Giê-xu mới là đạo. Chúa Giê-xu mới là chân lý, mới là đạo. Tin Chúa Giê-xu mình mới được cứu, chứ theo đạo không có được cứu. Amen. Vì Kinh Thánh nói gì? Kinh Thánh nói gì? Ta báo cho các ngươi một tin lành là good news, một cái tin tốt lành sẽ là sự vui mừng đến cho muôn dân ấy hôm nay tại thành David, xin cho các ngươi một đấng gì? Cứu thế là Christ, là Chúa, một cảnh cụ thể. Chúa đã để cứu độ chúng sinh, Chúa đã để cứu chúng ta khỏi địa ngục trầm lưng để rồi. Chúa hứa Chúa sẽ trở lại. Quý vị thấy ở trong Giăng đoạn 14 câu 1 đến câu 3 nói gì? Chúa Giê-xu trước khi về trời đó, Chúa Giê-xu nhà ta có nhiều chỗ ở lắm. Bằng dẫn vậy ta nói với các người, ta đi làm gì? Sắm sẵn cho các người một chỗ. Khi ta đã đi, đã sắm sẵn các người một chỗ rồi, ta sẽ trở lại. Các người đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các người ở. Bây giờ Chúa ở đâu? Ở thiên đàng thì mình về nước Chúa. Cuộc đời mình, hồi nãy tôi nghe có anh nào nói đồng sống 200 năm. Thật ra 100 năm là cũng đủ rồi không? Nhưng mà mình, đời của mình 100 năm rồi mình về với Chúa gọi em. Chứ nói ta ở đâu thì các ngươi sẽ có hướng xước. Có giáo chủ nào hứa? Có ông giáo chủ nào hứa đó ở forever với ông không? Giống như từng đòi mình nói có nhiều đó. Ô, bác Hồ muôn năm mà ông có mấy chục tuổi, mấy ông cũng chết rồi không? Saddam Hussein muôn năm là hứa cũng bị muốn chặt đầu. Rồi nhờ, ông Fidel Castro cũng muôn năm.
Dân nó nói muôn năm nhưng mà giờ cũng chết rồi. Chỉ có Chúa mới muôn năm thôi. Chúa là đời đời. Ở với Chúa đời đời cái gì sung sướng hay là cái gì ở địa ngục đời đời. Ở với Chúa. Vì vậy cho nên thưa quý ông bà anh chị em, ở trong cái tinh thần, cái tinh thần, cái good news tinh lành là một cái tinh thần vui vẻ. Những kẻ nhận được cái cứu ông tinh lành thì sẽ sống đời lạc quan. Trong Ê-sai đoạn 6 câu 10 nói gì? Ta sẽ rất vui vẻ trong Đức Giê-hô-va, linh hồn ta mừng rỡ trong Đức Chúa Trời ta. Khoác áo tròn công bình cho ta như chàng rể mới diện mạo hoa trên đầu mình, như cô dâu mới dồi mình bằng châu báu. Cái câu kinh thánh này Ê-sai đoạn 6 câu 10 nói đến người tin Chúa đó quý ông bà chị em. Người tin Chúa là làm sao vui vẻ trong Đức Chúa, linh hồn mình vừng rỡ trong Đức Chúa, khoác áo tròn giống như chàng rể. Quý vị ông bà chị em lúc cưới vợ có phải không? Phải chứ, cưới vợ là phải rồi. Cưới vợ là phải rất là sung sướng. Quý vị có chồng có phải không? Phải chứ, con dâu mà đeo tao là vàng đeo cái tay rồi bằng áo tròn rồi chụp hình rồi bạn bè đến chúc mừng vui lắm không? Và kinh câu kinh thánh này nói tới đến người tin Chúa giống như một chàng rể, giống như một nàng dâu hãnh thánh diện, mình là con của ông trời. Cái điều thứ hai đó là cái thái độ của các bác sĩ, các người khôn ngoan ngày xưa làm sao? Họ là những người khôn ngoan. Và quý vị ông bà chị em buổi sáng hôm nay là những người khôn ngoan. Các bác sĩ nói gì? Các bác sĩ, các người khôn ngoan họ làm gì? Kinh thánh nói gì? Các bác sĩ khi gặp Chúa chẳng những mừng mà còn tỏ thái độ khiêm cung. Ông nói ta là bác sĩ rồi nha. I am doctor. Ngươi là bé bi à? Có bác sĩ không có nói, không có dám đụng với Chúa Giêsu. Họ rất là khiêm nhường. Họ làm gì đúng không vậy? Họ xác mình xuống để làm gì? Có phải lại bà Maria không? No, kinh thánh nói họ xác mình xuống để thờ lại Ngài. Là một em bé thành người. Và chúng ta nhìn đây một chút xíu chúng ta thấy rất là cảm động. Họ rất là khiêm nhường. Có thể các bác sĩ có để râu dài, có bà quay nó, ở đây có ai đâu, có bên nó, có anh Châu, có ông Mại có râu bên nó hết. Có thể có nhiều người có râu bên nó. Nhưng mà có người cứ tôi già rồi, còn nhút nhút. Mi biết không, ta là kim ninh gia đó. Mi biết không, ta không thể nào quỳ lại như Mi được, tại Mi bé bi mà. Không, các bác sĩ không có thể dám nói vậy. Nhưng mà các bác sĩ rất là khiêm nhường. Đã thấy Âu Chúa giàu đến nhà là làm gì? Xách mình xuống mà thờ. Và các bác sĩ ngày xưa là những người mà khôn ngoan trí thức nhất ở trần gian lúc bây giờ. Thế mà làm gì? Quỳ xuống thờ lại một trẻ con trẻ trong một cái cảnh nhà quán đơn sơ, trong một cái đời thật giả khó văn minh. Mấy ai biết được chân giá trị của con người. Thế mà các bác sĩ thấy hài nhi Giê-xu không ngần ngại liền xách mình xuống chiêm cung. Quả là một cái thái độ rất là khiêm nhường. Và buổi tối sáng hôm nay quý ông bà chị em là những người khôn ngoan, có thể học thức, có bằng này bằng kia. Và các bác sĩ ngày xưa cũng vậy. Nhưng mà mục đích của chúng ta đến đây là chúng ta thờ ông trời. Chúng ta trở về với ông trời, không có mất mát gì hết. Chúng ta cũng ăn cơm ngày ba bữa gì Chúa. Chúng ta gì? Mình thờ phượng Chúa, mình thờ ông trời. Tại vì mình đi, tôi có nói với mấy anh chị coi đó là mình đi chắc chắn rồi trời ơi. Đào quá trời ơi, đào quá. Rồi đi vượt biên thì sao? Mà bị Thái Lan bao vây đó, trời ơi xin trời cứu con để qua một thời trời. Nhưng mà qua mấy đứa thứ ba là quên trời, đi thờ cái ông khác, đi nắng cái ông tự nắng để mình thờ. Mà thay vì Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên chúng ta, tạo dựng ông bà chúng ta. Ủa tôi nói với anh chị tôi là mình thờ là cha mẹ mình năm đời đó không? Ông ba, ông má, ông nội, ông ngoại, ông sơ, ông sẩm, ông sĩ, bà cóc gì đó. Năm đời, sáu đời thôi. Rồi còn nhiêu đời làm gì? Sao biết mấy ông tổ mình được? Thôi đem vô chùa thờ. Đúng không? Để cho chùa thờ nghĩ mấy ông bà của mình nó nổi à. Năm nào cũng làm không giỏi mà giờ mấy ông bà mình giờ đưa vô chùa không biết có ai cúng nè. Cái nó mà mình không biết ông bà mình đang hôn nữa. Như vậy là mình bất hiếu rồi đúng không? Mình bất hiếu đó là bất hiếu thờ năm đời mà mấy ông tổ mình thật. Nhưng mà thưa quý vị ông bà nè, mình không thần thờ mấy ông bà mình. Mình hãy trở về cái nguồn gốc của ông Adam là được Chúa dựng lên, mình thờ Thượng Đế, là mình thờ tất cả ông bà của mình. Amen. Kinh Thánh nói gì? Điều răn 10 điều răn.
10 răng thứ năm là điều răng nói là hãy hiếu kính chồng hạng người, hầu cho người được sống đầu lòng đất mà nhiều qua đức chúa trời người bạn chọn. Êpêsô đoạn 6 câu 1 thì ông Phaolô nói là điều răng hiếu kính chồng mẹ trong cựu ước là điều răng thứ nhất, là người tin lành phải hiếu kính cha mẹ. Cái cách kia mình phải hiếu kính cha mẹ, mình phải hiếu kính cha mẹ lúc còn sống, lúc còn sống cha mẹ mình vui vẻ ăn được cũng đem đến cho cha mẹ mình ăn, đợi cha mẹ mình chết là cũng ngâm sùng ăn nhậu rồi đánh lộn với nhau không có ra gì hết. Và đó là cũng là coi như là cũng ma quỷ thôi, thì nó cũng ma quỷ chứ ông bà mình làm gì không. Nếu mà quý vị cúng ông bà về ngồi vô trong bàn ăn mau quá trời, thôi chắc là tôi xin đem ông bà đi vô chùa, ông xuất hiện hoài tôi sợ quá. Ông bà không ăn đâu, chết rồi cũng còn ăn nữa đâu. Mình kính Chúa yêu người, hiếu kính cha mẹ nó còn sống. Hãy đọc, đừng có nghĩ là tin lành không ai ăn đám dỗ mà nói tin lành mà bỏ có khiếu, không phải vậy. Không phải cúng là con có hiếu, mình cha mẹ mình còn sống thì hãy cho cha mẹ mình ăn, hãy hiếu kính cha mẹ. Amen. Điều cuối cùng, cái tinh thần của dân của các bác sĩ, họ đến họ dâng những gì cho Chúa, họ mới đi tay không với ông bà vậy. Rồi họ làm gì, Kinh Thánh nói gì? Sau khi các bác sĩ sắp mình xuống thờ lại Ngài, chỉ thờ lại Ngài thôi, không phải là thờ bà Mary. Rồi làm gì, Kinh Thánh nói gì? Rồi bài của quý ra dâng cho Ngài và nhũ hương và hầu thịt. Có người tưởng rằng đến với Chúa chỉ là thờ lại Ngài là đủ. Xong các bác sĩ chẳng những thờ lại Ngài mà còn hiến dâng tài vật quý giá của mình. Ngày hôm nay mình, Chúa không có đòi hỏi mình phải dâng tài vật quý giá của mình. Thì Chúa kêu mình dâng thì giá. Rồi nếu mà mình không có vàng bạc, không có tiền bạc thì Chúa không đòi hỏi, thì Chúa nói vàng của ta bạc của ta. Mình yêu Chúa thì mình dâng thôi đó, Chúa đâu bắt buộc phải không? Tâm lòng Chúa nói tùy lòng dâng hết. Và ở đây mình dâng cho Chúa, mình dâng cái đời sống. Anh chị tôi hỏi là tại sao, lý do nào mà tôi được Chúa kêu gọi? Tại sao qua đây mình có bằng doctor, tại sao mình không đi làm cái dành gì để kiếm tiền để sang trọng mà tại sao mình đi hầu việc Chúa? À, tôi giải thích có cho anh chị tôi biết là Chúa kêu gọi. Mình thấy mình sống đây vui vẻ quá, mình sống đây phước hạnh quá, tại sao mình không hầu việc Chúa? Ở đây mình không phải qua đây mình sống cho mình không? Không phải cho gia đình không mình, nhưng mà cái mục đích Chúa cho con qua đây để con được hầu việc Chúa. Cho nên con rất là thỏa lòng từng ngày, mặc dù phụ cấp ít nhưng mà lần hồi bây giờ Chúa cho không có thiếu gì hết. Cho nên rất là thỏa mãn, rất là thỏa lòng gì mình được hầu việc Chúa, được rao giảng lời của Chúa. Amen. Như vậy mình dâng đời sống mình hầu về Chúa, trong chân mình không dâng đời sống mình hầu về Chúa đoạn thời gian được thì mình dâng thì trời, mình dâng những cái gì mình có để mình hầu về Chúa. Giống như các bác sĩ ngày xưa họ dâng vàng nhũ hương và mộc dược. Vàng được rước lời vua, nhũ hương mộc dược là sự chết của Chúa, sự quý giá của Chúa, Ngài sống lại. Mộc dược cho nhân tánh của Ngài và muốn cứu nhân loại, Ngài phải chịu một phần cay đắng ở trên thập tự giá. Đó là mục đích mà Chúa Giêsu đã đến trong thế gian. Vâng, chúng ta là cơ đốc nhân phải học nơi gương của bác sĩ đó. Buổi sáng hôm nay là những người khôn ngoan, cái gì là những người khôn ngoan, cái gì là những người wise man chưa? Vâng theo Chúa là vâng lời Ngài. Trong công vụ các sứ đồ đồng năm 39 nói gì? Thà vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta, mình tin Chúa. Và nói tóm lại là các bác sĩ họ khó mà theo cái ngôi sao mai bao nhiêu thì chúng ta ngày hôm nay cũng phải chịu khó bao nhiêu để mà nghe sứ giả của Chúa giải bài chân lý để mình hiểu, mình tin Chúa giống như các bác sĩ. Và chúng ta nên xem bốn bước các bác sĩ đến với Chúa. Là thứ nhất là họ làm gì? Bốn bước là họ đến. Nếu mà họ nói ô nhà khó quá, thôi già tôi ở nhà mình ngủ, chắc là nghĩ các bác sĩ không thể nào gặp Chúa được. Rồi họ thấy, nếu mà họ nói ô giờ tôi có mắt thôi, tôi bịt mắt tôi không thấy mà sao, thì cũng họ cũng sẽ là họ thấy rồi sao, họ mới động lực thấy, họ mới đến phải không? Rồi họ làm gì nữa? Họ dâng, họ đến không phải đem tay không mà họ chẳng những dâng tấm lòng nhưng mà dâng sự thờ phượng, nhưng mà họ còn dâng cái phụ yếu của họ để thờ phượng Chúa. Rồi
Nếu mà thiếu một trong bốn cái điều này thì còn cái của lễ tỏ ra Chúa như thế nào? Vâng, chỉ về Ngài là vua, nhưng mà chỉ nhưng mà nhũ hương chỉ tỏ về Ngài là dâng mình Ngài làm sinh tế để dâng lên cho Đức Chúa Trời có mùi hương, và lời cầu nguyện có mùi hương. Hôm là một dược, một dược là tỏ Ngài là người chịu mù mịt, Ngài là chịu chết vì chúng ta, vì tội lỗi chúng ta, vì tổ phụ chúng ta là Adam và Eva đã phạm tội vì chúng ta, nó tiền công tội lỗi là sự chết. Và Kinh Thánh nói là không có một người nào có mình như thế gian này, chỉ có Chúa là không mình thôi. Và chúng ta trở lại với Chúa, chúng ta tìm đến nguồn gốc là Đức Chúa Trời để chúng ta thờ phượng Ngài. Đó là thần di nguyện của chúng ta, thờ phượng Chúa. Xin quý vị và tôi chúng ta hãy lắng lòng xuống và chúng ta sẽ nghe một bài hát tìm về bên Giêsu, và sau đó tôi sẽ cầu nguyện mời gọi quý vị. Xin mời chị Thiên Hương đến đây sẽ tôn vinh Chúa bài tìm về bên Giêsu.